Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm marble trên móng treo. Thì cách làm cho marble trên móng treo thì thật sự là có rất là nhiều cách khác nhau các bạn. Không nhất thiết là phải theo một cái cách nào. Thì cái cách mà mình muốn chia sẻ bây giờ đó là cái cách mà của mình làm hiện tại bây giờ. Thì đối với marble thì các bạn, khi mà các bạn sơn á, thì cái móng mà các bạn muốn làm marble, các bạn phải bỏ cái mat top coat lên. Thì cái mat top coat này thì chúng ta mới vẽ được cái marble. Vì cái lớp mat nó có thể siêu được cái lớp màu bên dưới, thì chúng ta có thể dùng acetone để chúng ta chùi bên trên, để cho cái màu nó sẽ lon ra, nó sẽ làm cho chúng ta show up được cái marble ra. Thì cách làm marble thì nói chung mỗi người có một cách, không nhất thiết là phải theo cách nào. Thì các bạn cứ coi cái video mình chia sẻ đi. Nếu mà cách này thì nó dễ làm cho các bạn thì các bạn có thể làm theo mình, và nếu không dễ làm thì các bạn có thể làm theo cách khác của nhiều người đang chia sẻ trên mạng. Thì sau khi mà mình bỏ cái mat top coat á, thì các bạn cứ cho hơ bình thường, cứ cho hơ khoảng 30 giây để cho cái lớp mat nó khô đi. Thì mat hiện giờ trên thị trường có rất nhiều cái loại mat top coat khác nhau, nhưng mà mình nghĩ là cái mat top coat nào dùng cũng được cả. Thì các bạn có thể cái mua cái nước mà màu lon này nè. Cái màu lon này là để dành chiên vẽ cái marble. Thì mình nghĩ là cái nước này ở tiệm supply cũng có bán. Thì các bạn cứ hỏi người ta về cái màu sơn mà để làm cái marble trên móng treo thì họ sẽ chỉ các bạn. Thì những cái móng mà mình sơn màu này thì những móng này thì khách không có làm marble, khách chỉ làm hai móng thôi, hai móng màu trắng. Thì thường cái marble mình đa phần là mình làm trên cái màu trắng và màu trắng, hoặc là màu đen, hoặc là màu vàng. Thì những cái màu đó thì chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn hơn, nhưng mà cũng tùy theo sở thích của khách và tùy theo những cái mẫu mà chúng ta đã làm thôi. Đó. Thì sau khi mà chúng ta đã cho hơ mát xong rồi, bắt đầu chúng ta bỏ những cái nước mà treo lon của marble lên. Thì các bạn có thể bỏ bất kỳ cái kiểu nào các bạn muốn, ăn thua là do các bạn chùi thôi. Thì khi các bạn chùi nó có ra được cái marble hay không là cái chỗ đó, chứ không phải là do cái màu mà chúng ta bỏ lên thì nó sẽ ra cái marble liền. Không có, ăn thua chúng ta chùi thôi các bạn. Thì chùi thì mình nhúng acetone mình chùi. Khi các bạn chùi á, thì các bạn chùi từ hai bên hông vô, tức là mình chùi hai bên hông vô để cho cái phần hai bên hông nó lợt dần đi và nó sẽ cho ra được cái lằn chính giữa. Khi mà các bạn vô được gần tới trong thì các bạn ngưng để cho cái marble nó có được cái lằn đậm chính giữa và xung quanh nó sẽ lon ra, nó sẽ lon qua xung quanh để cho nó mờ đi. Thì những cái mờ mờ đó nó sẽ làm nổi bật được cái lằn chính giữa của chúng ta. Thì cái lằn chính giữa nó nổi bật lên thì nó sẽ ra được cái marble. Khi mà các bạn lon hai bên cho nó mờ đi á, thì cái phần cuối cùng mà các bạn đã làm được ra được cái lằn chính giữa thì các bạn có thể dùng acetone các bạn để nhúng lên và chậm vào ngay chính giữa để cho cái phần chính giữa nó nứt ra để nhìn nó giống marble hơn. Thì đối với marble thì tùy theo mỗi người, nhiều người thì họ muốn nhiều màu khác nhau, nhiều người thì họ muốn marble thật là phức tạp trên đó, tức là nhiều cái marble lên để che luôn cả cái màu bên dưới. Thì tùy theo sở khách của mỗi người khách mà sở thích của mỗi người khách mà chúng ta làm thôi. Để bạn thấy không, mình chậm trước để cho nó ra được cái lằn chính giữa. Sau khi ra được cái lằn chính giữa thì chúng ta mới chậm nhẹ nhẹ ngay chính giữa cái lằn đó, để cho cái lằn đó nó lợt tí, để cho nó ra được cái marble hơn. Đó, khi mà các bạn ra được như vậy rồi á, thì các bạn bỏ cái top coat lên á, nó sẽ show up và nó sẽ đẹp hơn. Sau khi chúng ta bỏ lên rồi á, thì chúng ta không cần hơ, tại vì cái loại treo lon này thì chúng ta bỏ lên là nó đã khô luôn rồi. Sau đó chúng ta bỏ thấp khớp thôi. Sau khi chúng ta đã chùi xong rồi chúng ta bỏ thấp khớp. Đây các bạn thấy mình bỏ thấp khớp không? Mình bỏ lên thì cái phần mà cái marble nó sẽ nổi bật hơn, nó sẽ show ra nhiều hơn các bạn. Đấy các bạn thấy không? Cái này thì mình chỉ làm một màu thôi, nhưng mà các bạn có thể làm nhiều màu khác nhau. Thì tùy theo khách lựa chọn thôi các bạn.
Đó, sau khi mà chúng ta đã chùi cái mao bồ ra được cái mao bồ rồi thì chúng ta bỏ thớp lên, và sau đó chúng ta cho khách hơi khoảng 60 giây nữa là chúng ta đã hoàn thành được cái bộ móng mao bồ. Thì giống như mình vẫn thường hay nhắc những video trước kia, khi mà các bạn sơn cái nước thấp cóp, các bạn quét đầu móng xong rồi, các bạn nhớ quét từ trên xuống lại nha. Đó, các bạn thấy mình bỏ mao bồ không phải theo một cái chu trình nào cả, các bạn cứ bỏ đại lên và ăn thua các bạn chùi thôi. Cái phần chùi là cái phần quan trọng nhất. Mặc dù cái chai này á là chiên để làm mao bồ, nhưng mà nếu mà các bạn chùi mà không ra được cái mao bồ thì nó cũng như không thôi, cũng không có tác dụng gì cả. Nếu các bạn thấy không, mình chùi hai bên hông vô, các bạn cứ chùi hai bên hông vô, chùi hai bên hông vô để cho nó ra được cái lằn đậm chính giữa. Mình tém hai bên hông vô thì hai bên hông đó cái màu mà mình tém nó sẽ bắt đầu nó lon qua xung quanh, để cho nó làm cái màu trắng bên dưới nó mờ mờ lên đó, nó làm cho mờ lên. Và cái lằn chính giữa khi mà chúng ta gần kết thúc thì chúng ta ấn cái acetone vô cái lằn chính giữa để cho cái lằn chính giữa nó hơi nứt nứt ra để nhìn nó giống mao bồ hơn các bạn. Nếu bạn thấy là luôn luôn lúc nào mình cũng tém hai bên vô hết á, mặc dù cục cái màu cái lằn bự hay lằn nhỏ gì cũng vậy, chúng ta tém cái là hai bên hông vô để cho nó ra cái lằn nó ra nhỏ lại. Và khi các bạn tém gì vậy thì các bạn muốn cái màu nó như thế nào thì tùy theo tay của các bạn tém thôi, muốn nó độ cong như thế nào thì ăn thua mình thôi. Nếu bạn thấy không, mình tém thôi không. Đó, bây giờ là nó đã ra được cái mao bồ các bạn thấy không. Nói chung thì mao bồ thì nó đơn giản thôi các bạn, ăn thua mình làm thôi. Thì mình khi mà mình chia sẻ trên YouTube thì có nhiều bạn bảo là đâu nhất thiết là phải làm theo cái màu mao bồ này, đâu nhất thiết là phải làm theo cách này. Thì mình đã nói rồi, thì cách mình chia sẻ trên đây là mình để chia sẻ những cách mà mình làm đơn giản nhất và giúp cho nhiều người làm được dễ dàng hơn, chứ không phải là bắt mọi người phải đi theo cái cách của mình. Thì mình đã nói rồi, cách của mình chia sẻ thì mọi người có thể tham khảo thôi. Thì có thể theo cách của mình làm nếu các bạn nghĩ là cách này dễ, và các bạn không cần phải theo cách của mình, các bạn có thể theo cách của người khác. Nếu như một cách của người khác cảm thấy mà các bạn làm dễ dàng hơn thì cứ theo cách của người khác, không sao cả. Tại vì có nhiều bạn bảo là mình đem lên đây để chỉ dạy, nhưng mà mình chỉ dạy không đâu vào đâu. Thì những cái video mà mình bỏ lên YouTube đây á, là mình một phần á là để mình chia sẻ cho mọi người những cách làm mà thật là đơn giản nhất, giúp cho những người mà đang làm nail hoặc là những người mà đã làm rồi muốn tìm ra được cái cách mà dễ đi hơn, dễ dàng hơn và dễ làm và nhanh hơn. Thì mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã có hiện tại thôi. Đó, đây là cái móng mà đã hoàn thành cái móng mao bồ đó các bạn. Bạn thấy không? Nó rất là đơn giản. Mình không cần phải vẽ cầu kỳ hay là phức tạp gì cả, mình chỉ vẽ đơn giản như vậy là nó đã ra mao bồ rồi. Ok, thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ đến đây thôi. Mong là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình nha mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.